các bạn, đây là cái kê tay phím cơ Sen của các tên. Thì kê tay này nó có cái thiết kế hai mặt. Như vậy nó có thể được dùng với những cái bàn phím cơ với những kích thước khác nhau rất là dễ dàng, thoải mái, và anh em có thể dễ dàng mang đi. Đó, cái đầu tiên là như vậy. Thứ hai, nó được bọc bởi lớp da bò ở bên ngoài. Do đó là khi anh em đè cái tay lên, anh em gõ thì nó sẽ rất là êm ái, và nó có cái lỗ chân lông cũng như cái khoảng hở bên dưới. Do đó cái tay anh em gõ nó sẽ mát mẻ, nó không phải là đè lên một cái vật liệu kín, do đó là không có nóng. Và cái lõi nó cũng được làm bằng gỗ, do đó là nó tăng cái sự êm ái cũng như là cái tính đàn hồi khi anh em đè tay lên, và nó nhẹ nhàng. Cái thứ ba là cái đặc điểm của những cái sản phẩm cắt tên, nó được cắt bằng máy laser, nó được quét lỗ chỉ bằng máy laser. Những cái người thợ cắt tên sẽ may những cái đường chỉ, do đó là nó sẽ chính xác và rất là đẹp. Bản thân cái lõi gỗ thì bọn mình làm bằng thủ công, làm bằng tay hoàn toàn. Đây là cái bao bì khi mà anh em nhận được. Anh em thấy rằng là cái hình dáng rất khác so với lại những cái bao bì của những kê tay khác. Thì bọn mình khoét cái lỗ ở đây để anh em có thể nhìn được cái màu sắc của sản phẩm mà anh em mua. Ở chỗ này có cái chữ Sen và các tên ha. Em đẩy ra như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy một cái bao bì như vậy. Và sẽ bẻ ra. Thì em sẽ lấy hai cái kê tay ra. Rồi, đây là cái phiên bản màu xanh. Thì nhìn thấy rằng là cái da nó sẽ được bọc theo cái hình chữ C như vậy ha, và nó bao quanh cái kê tay ha. Anh em sẽ để nó mặt nạ cũng được. Ở giữa thì là cái lõi bằng gỗ ha, được làm thủ công hoàn toàn. Còn da bên ngoài thì được may bằng tay, còn cắt và khoét thì bằng laser. Nó sẽ hơi phát một chút xíu ha, để khi mà anh em đặt lên trên cái bàn phím á, thì nó sẽ có một độ dốc nhẹ để anh em gõ. Bọn mình đã tính toán để mà nó sẽ có một cái chiều cao phù hợp, gõ lâu nó không mỏi tay. Về màu sắc thì bọn mình làm nhiều màu, và bởi vì nó có hai miếng, do đó anh em có thể chọn được những cái lựa chọn màu sắc, ví dụ như là màu đỏ đi với màu đen, hoặc là màu đen đi với màu xanh đó. Hay bất cứ một cái bộ màu nào đó mà anh em thích, không nhất thiết là phải đi một cái bộ màu với nhau. Thì đó là những cái đặc điểm của cái kê tay Sen khắc tên làm cho anh em sử dụng bàn phím cơ. Xin cảm ơn.